Khá là lâu rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Lần này thì Khải đang dự định chuyển như đường môn á. Nói chung đường môn tầm này khá là khỏe. Đồ đạc đường môn thì Khải sắm cũng khá là được hai món rồi. Anh em biết rồi. Một cái nọ mắt pin, một cái áo quần mắt pin. Rồi hiện tại bây giờ đang cố gắng sắm thêm đai lưng bên hàng, lấy hiệu ứng chón, phần thủng lý làm chậm. Hiện tại Khải chưa có. Rồi bao tay thì bao tay thiên quang thì sẽ vừa chưa có nữa. Nên là chắc là cố gắng sắm thêm cái đai lưng bên hàng. Xong rồi đi đổi phái là hợp lý. Rồi ok, đã khai bán cái đai lưng này cho mì đen nè. Quên bán cái đôi giày chứ. 38 kim nha Nam. À, tóc tống kim nữa hả? À, ok. Ok, mai lớp lưng tống kim nữa nè mà. Bữa lấy cái đai thiên quang kia ngon. Ok nè em ơi. Rồi, ở đây đây, Khải giao dịch cái đai cho mì đen nè. Rồi, có đôi giày chứ. Đôi giày mắt ọp, từ từ. Đỡ đi mở khó. Chưa mở khó. Đúng rồi. Chưa mở khó. À đâu. Còn thần hình. Rồi mua một cái này. Đai lưng bên hàng đường môn. Mở khó hiểm nhân. Ba mươi tám kim là khoảng 2,5 triệu nè. Khoảng hai triệu rưỡi. Nói chung đỡ ép thì hết khoảng 1 triệu, 1,6 triệu. Ép thì hết 1,6 triệu nè. Bán này được 2,5 triệu. Nói chung là hàng mát đấy, hàng mát mới có giá nè. Chứ hàng lõm thì bán lỗ chắc luôn. Hàng lõm bán chứ khoảng tầm 800-900 nghìn là hết rồi. Tại vì cái này đang cái đôi giày này mát ọp hoàn toàn nè. Nên là Khải nói Khải đang có hướng chuyện đường môn để phụ bang á, chứ lại đi công thành cho nó sướng nữa. Các chỗ phê luôn. Hello này mới vô nha. Hello Nabeli ông Phong nha. Cái vòng lấy sao Khải tốn nhiêu tiền á? Hello Châu Thái Lộc. Cái vòng gì ta? Cái vòng sáng bên dưới hả? À, dòng sáng bên dưới là con ngựa kháng tất cả nè. Con ngựa Khải mua 3 kg nữa nè. 7 ngày á. Ba mươi tám kim thì đang mới nhân lên nè, giá trung bình là 65, dao động 65 thì 38 kim này dao động khoảng 2,5 triệu, 2,470 nghìn. Trong đó là giày mát á, giày cùi không ai mua do đó đâu, giày cùi không ai mua đâu. Rồi ok. Đúng rồi, đây ngân hàng có hiệu ứng này mày, phòng thủ làm chậm hiệu ứng kèm với đôi giày thì có thể đọc mốc 80 chón, hợp lý. Ôi, có rừng luôn. Hello này mới vô, hello người nha. Rồi, vừa rồi thì Khải bán cái đôi giày này mà, đôi giày hôm trước Khải ép thì như Khải nói Khải ép hết 1,6 triệu. Thì hôm trước Khải ép khoảng tầm gần 20 kim, bán lại 38 thì nói chung cũng
hơn được 1 triệu. Tại vì cái đai là cái đai mát, quên cái đôi giày mát nè. Còn giày lõm thì không ai mua cho đó đâu nè. Giày lõm mua cũng vài trăm nghìn thôi. Ok, cắt đường rồi đó. Đó, là giày kim, là giày rương liền nè. Đó, có cái mà chơi nè mà. Xúc rương à. Rương tầm này xúc không biết mua gì luôn nè. Đỡ anh em mở đây, Khải đặt hàng đồ đường môn rồi. Có đai lưng bằng hàng thì Khải mua thôi. Được, hãy mua đai lưng bằng hàng nữa là đẹp. Giày kháng họ chón, đai lưng bằng hàng thủ lý 500. Áo bằng áo gì? Áo xăm hòn. Áo xăm hòn đó. Bao tay thì sau này lên được bao tay thiên quang nữa là đẹp. Bao tay thiên quang 9x là đẹp. Đó, phun rương, phun rương. Đúng rồi, đai bằng hàng mở rương ra nè. Đó cái rương lúc nãy á, Khải đặt hàng rồi, có thì em ưu tiên nhường thôi. Giờ cần một cái đai lưng nữa là đổi đường môn luôn, hợp lý nè. Ít nhất phải 3 món hồng kim môn phái. Ít nhất phải 3 món hồng kim môn phái thì mới đổi phái được nè mà. Hôm nay thì Khải tống kim được top 8 nha em ơi. Tống kim được top 8. Chung đồ đặc dư quá. Bắn bớt đổi đường môn là hợp lý. Tiền về, tiền về. Đó, thấy không? Lũ về liền, là một rương kim liền nè. Đây, tiếp tục gia tẩu. Lục thiết tinh. Đấy, việc bớt con này. Ây cha, năm độc hôm nay chưa cánh càng khôn à, giao dịch cho năm đọc càng khôn này. Đem cục kim bảo ra tìm vàng biết được mấy lượng nhỉ à? Một lượng, một lượng. Rồi ok, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho video bán đôi giày này, giữ lại định hướng về đường môn của Khải, một like chia sẻ cho anh em ơi. Chung là tiếc là cái sơn hàng cũng mới mua nè, 3 kim. Mà không sao, trải nghiệm chán rồi anh em ơi. Về đường môn phụ ban, tại vì tầm này đường môn nó hello chú sớm một xít nha. Có trả lời mà anh em trả lời dùm Khải bằng có rồi nè. Hello anh em mới vô nha, bán bao tay với đai lưng nữa thì lúa về. Đúng rồi anh em ơi, thân anh phù trong rương kiệt Khải ngáo à. Ok, ừ thì gì này thấy thiếu nè. Rồi để thấy thiếu. Rồi ok rồi, cầm cái này vô nhà tẩu này. Một lượng 50 chai.